cũng được phát sanh trí tuệ, tu tập tiến đến đạo quả giải thoát, và cũng do nhờ sự phước báo của sự lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới, con xin chia phước đến tất cả các chư thiên, và con cũng xin chia phước đến những bệnh nhân FO đang điều trị sẽ sớm thoát khỏi nguy hiểm mà phục hồi lại sức khỏe, và cũng cầu mong cho toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng kiểm soát được dịch bệnh, và cũng cầu mong cho dịch bệnh không bùng phát nữa để cho dân chúng trở lại sinh hoạt bình thường. Dạ, với Thầy Kinh Tam Bảo và Thọ trong quá trình Thọ trì quy giới có gì sót, con xin sói đến trước Tam Bảo, quý sư và các anh chị trong đạo tràng, và con kính dân mít đến cho Ngài Chí Đức để điều phối chương trình. Dạ, con kính thỉnh Ngài ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, không biết quý vị có nghe được âm thanh của Meta hay không? Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung. Dạ, cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn cô Thiện Vũ. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, bây giờ như hồi nãy con có xin phép với Ngài là trước khi học câu pháp cú hôm nay thì con xin đạo tràng cho con một ít phút để con có lời nói với trước với đạo tràng. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào tất cả quý vị trong đạo tràng. Dạ, hôm nay con đã thấy có Ngài đã đưa cái buổi lễ dâng y Ca Thi Ná ở chùa Ngọc Đạt lên YouTube rồi, cho nên mình còn mới dám thưa chuyện cùng với quý vị trong đạo tràng. Và con nghĩ người Phật giáo Nam Tông của chúng con thì năm nào cũng vậy, đến cái mùa lễ dâng y là chúng con đều không ít thì nhiều, ai cũng có lòng rộn rã để mà theo dõi các cái cuộc lễ dâng y ở các chùa. Và nhất là đối với cái người nào mà có được sự cho phép làm thí chủ dâng y, thì hôm nay sự thành tựu của cuộc lễ dâng y Ca Thi Ná ở chùa Ngọc Đạt đã đưa lên trên YouTube để cho tất cả quý vị trong đạo tràng cũng như tất cả những người muốn theo dõi đều thấy rõ, thành ra con mới dám nói. Dạ, kính bạch Ngài, dạ, cùng với tất cả quý vị trong đạo tràng, thì cũng nhờ ơn đức của Đức Phật, ơn đức của giáo pháp, ơn đức của chư tăng, và kế đến là ơn đức của Ngài Ngài Trí Đức cùng với quý chư tăng ở chùa Ngọc Đạt an cư 3 tháng mùa mưa ở chùa Ngọc Đạt, và ơn đức của chư thiên ở quanh chùa Ngọc Đạt đã hộ trì gia hộ cho chúng ta có được điều kiện thuận lợi để mà có được một cái buổi lễ dâng y thành tựu viên mãn. Con nghĩ rằng nếu những năm trước điều kiện bình thường thì cái việc thành tựu đó chùa nào cũng có thể thành tựu một cách dễ dàng. Nhưng điều kiện năm nay, trong cái điều kiện dịch bệnh phức tạp như thế này mà có được một cái sự thành tựu của cuộc lễ dâng y Ca Thi Ná là một điều hết sức là tốt đẹp, và một cái điều hết sức là mọi người đều mong mỏi. Và hôm nay thì con kính bạch Ngài, con rất là tri ân Ngài và tri ân quý vị trong đạo tràng đã hướng tâm
đã hùng phước. Con không nhớ hết tên, thành ra con xin nói là con xin cảm niệm công đức của Ngài, rồi của Chư Tăng ở chùa Ngọc Đạt. Cảm niệm công đức của quý vị đã hùng phước. Và con cũng rất là hoan hỷ với sự hùng phước của Ngài Thăm Má Chá Vô của chùa ở Thái Lan, chùa gì đó, mà đã hùng phước một bộ đại y. Và cô Hạnh Kiểm cũng đã hùng phước một bộ đại y. Như vậy là trong cuộc lễ này có tới ba bộ đại y quý vị đã dâng đến cho Chư Tăng. Và sự thành tựu này thì con một lần nữa là con xin tri ân công đức của Ngài, của Chư Tăng ở chùa Ngọc Đạt, của tất cả quý vị đã hùng phước, cũng như tất cả quý vị đã hướng tâm đến cái ngày lễ, cái cuộc lễ dân y của chùa Ngọc Đạt vào ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch, nhằm ngày năm Tây tháng 11 năm 2021. Sự thành tựu này là của công của tất cả mọi người, chứ không của riêng ai. Chúng ta đã tạo được cái phước báo cao thượng, mà đây là phước báo của riêng chúng ta, làm hành trang cho chúng ta trên bước đường giải luân hồi giải thoát. Và bây giờ con xin kính dâng cái phước báo cao thượng mà chúng con đã có được trong cái ngày lễ dân y Katina vừa rồi. Đến trước hết là con kính dâng đến cho Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức trong đạo tràng này, cũng như Chư Tôn Đức ở chùa Ngọc Đạt. Và kế đến là con cũng xin chia đến, kính dâng đến quý trong đạo tràng pháp hội này đã cùng con hướng tâm đến cái ngày lễ dân y, đã hùng phước đến ngày lễ dân y. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài pháp thể khinh an, bồ đề tâm kiên cố, và sớm đạt được cái đạo quả giải thoát. Và mong rằng cái phước này cũng theo chúng ta trên con đức bước đường luân hồi giải thoát. Và phước này trợ duyên cho chúng ta Meta, cũng như tất cả quý vị trong đạo tràng, tất cả quý vị đã tham dự trong cái ngày lễ dân y này, là có được cái sự tu tập tiến hóa để sớm thành tựu được y như ý nguyện. Và con xin cảm ơn quý vị, con cảm ơn Ngài, cảm ơn quý vị đã lắng nghe những lời chia sẻ của con hôm nay. Và quý vị ơi, cái hình ảnh của buổi lễ này đã được đưa lên YouTube rồi. Quý vị cứ bấm lên YouTube ngày lễ dân y Katina của chùa Ngọc Đạt là quý vị sẽ cảm niệm được, sẽ trải nghiệm được cái cuộc lễ nó thành tựu như thế nào trong cái mùa dịch này. Và con kính xin cảm ơn lại cho đạo tràng, con xin kính cảm ơn lại cho Ngài. Nam mô Thầm Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Xin mê ta làm hết hồn luôn. Giật mình. Bởi vì thấy ít người thì nói có gì tâm sự đi. Nhưng mà xin mê ta nó để không biết mình mà mình đem ra kể tội giữa đám đông thì chết tôi luôn. Bỏ cửa chạy. Nhưng mà không ngờ trắng rõ ràng, bởi vì thật sự ra trong khả năng của chúng tôi trong cái mùa đại dịch này thì hạn chế rất là nhiều. Nhưng mà chú trọng về nội dung. Quý vị
cuộc lễ này chúng ta chưa có hình thành, chưa có đưa lên coi như là sắp xếp cho ổn định, nhưng mà trực tiếp trong cuộc lễ thì ở bên Thammakai bên Thái Lan họ đã theo dõi, họ đã theo dõi. Thì đó là mà cá nhân của chúng tôi cũng như chư tăng ở bốn tự hay là các vị tham dự phải thực hành đúng pháp. Nếu mà chúng ta xử sự một cách sai pháp, sai luật thì đó là mà người ta họ sẽ khi dễ chư tăng. Dù là ít có bảy vị nhưng mà cũng cho nó thành tựu. Một cái điều quan trọng, muốn thành tựu một cái tăng sự thì trước tiên chúng ta cũng phải trong sạch theo giới luật. Làm phước một cái vấn đề, trước khi làm lễ gì quý vị xin thọ trì tam quy ngũ giới để cho con người của mình có giới hạnh, có sự an trú trong pháp. Thì như vậy chư tăng trước khi tăng sự về giới hạnh của mình phải sám hối. Khi mà sám hối như vậy thì tất cả những cái vấn đề hiện giờ mình chỉ biết bây giờ mình trong sạch. Và khi trong sạch như vậy thì cuộc lễ gì, việc làm gì thì chúng ta cũng cảm thấy rằng mình xứng đáng trong cái giây phút đó. Thì qua những lời Sigma Metta trình bày, chúng tôi cũng có những sơ sót gì thì mong quý vị nhất là Sigma Metta đã viết những lời mà chư tăng rất là hoan nghênh khi nghe lời tác bạch của Sigma Metta qua Sigma Bình đọc, nói lên tất cả cái tướng nguyện vọng mà chính là cái tâm sự, cái nỗ lực của chính mình bày tỏ. Đó là một cái điều mà hoan hỷ. Và nó Huỳnh Di Giang Nhật Hà, anh Nhật Hà đâu mất tiêu rồi, có mặt anh nè. Huỳnh Giang Nhật Hà nói rằng cuộc lễ được điểm tô bởi những bông hoa, những tà áo dài vàng rất đẹp. Mà tà áo dài màu vàng đó của ai? Của Sĩ Kim Nhung nè, và hai ba cô gì đó nữa. Màu sắc của cuộc lễ được sáng sủa hơn, thấy đẹp hơn. Rồi thôi thì chúng ta kết thúc đây ha. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 76, bởi vì chuyện diễn qua cho nó qua ha, cũng hơi lố giờ. Trước khi vào câu Phật ngôn này, ân Đức Tam Bảo: Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lo Kotamo Sappagaru Hichet Thakko Lo Kassasattha Chanadam Makko Vido Vanda Mahantu Chanay Giác Cần. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Từ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin để lễ Phật đáng cho tiền chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ yết ta sa sa thu nô lô hành tha sa vi na ca rô cô sắp bành nhu bút thấp bất đi phù tí sanh nhá tụ hoành đà ma hành tầng na ra phù. Cha này giác cần pháp bảo với như ánh vàng, Như Lai soi sáng vẹt màn vô minh phá tan, lầm đạt dũng sinh đàn. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô chú gá tá sá sa quá cô xích khà chú cà mô quá rá thầm bá xích khá cô nình đà bá sân xà đi á nà đá rô quá rô hoành đà má hành tăng ná rá phù.
Cái này giác cần Tăng bảo tinh vong Phật Đà, tâm học mong rõ đem mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, ta lìa thế pháp, phàm nhân ai bì. Con xin đại lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tình ách tế giới tê chê ná sách khà mê ê tú quá thanh năng tá xà phí à nú phà quê ná xa xà dê ná sách chạch tú. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ danh hộ quả cao. Nam mô Bụt Thầy. Phần tăng dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 76. Ni thì nằm quá báu quát tà rằng thì nằm quá bao quát tà rằng ni thì nằm quát tà rằng số hai dần ba xe quá cha đa sằng đa si năng hay đa si năng để coi lại ha quý vị hoàng hỷ. Đa si năng danh tính từ là đa si, do động từ đa si tí có nghĩa là thấy. Vậy thì ở đây quát chát đăng alo, quý vị thấy chữ quát cha đá sĩ năng hay là đá si năng? Quý vị coi, bởi vì nhiều sách ha, có sách thì viết đá si năng, có sách thì viết đá sĩ năng, nhưng mà danh tính từ nam tính thì đá si. Alo, quý vị có ý kiến gì từ này? Cho lại bài học á, bài học á. Ồ, sư Tiền Vũ không thấy mới vô sao? Hay là đến cái chỗ tự vấn? Chúng ta đi sâu vào chi tiết ha. Bây giờ thì dân bát xê quát cha đá sĩ năng. Dân ba xê quát chá đá sĩ năng. Chúng ta cứ thế mà làm ha. Rồi khi vào từ vận thì phân tích từng từ nó sẽ sáng tỏ hơn. Quý vị quan hỷ ha. Rồi trở lại bài học, chúng ta ôn lại câu 1 và câu 2. Ni thì nằm quá bao quát tà rằng dân ba xê quát cha đa sĩ năng ni thì nằm quá bao tà rằng dân ba xê quát cha đa sĩ năng. Rồi đọc lại lần thứ 3. Ni thì nằm quá bao quát tà rằng xê quát cha đa sĩ năng. Rồi bây giờ chúng ta qua câu 3 ha. Câu 4. Nít gầy hát hòa đình mê tha huynh. Nít gầy hát hòa đình mê tha huynh. Nít gầy hát hòa đình mê tha huynh. Rồi câu thứ 4. Ta đi sằng bằng phát chê, ta đi sằng bằng đi tầng phát chê, ta đi sằng bằng đi tầng chê. Rồi ôn lại câu 3, câu 4. Nít gầy hát hòa đình mê
tha đi sằng bành đi tầng pha. Chê an mê tha quên ta đi nít gầy hát hoa đình mê tha quên ta đi sằng bành đi tầng pha chê. Và hay câu cuối cùng, ta đi sằng pha chá mà na sạc ta pha chá mà na ta đi na sa. Và câu cuối, say yo ho tina pa pi yo, say yo ho tina pa pi yo, say yo ho tina pa pi yo. Rồi chúng ta ôn lại câu 5 câu 6. Ta đi sằng pha chá ma na sa say yo ho ti na pa pi yo. Ta đi sằng pha chá ma na sa say yo ho ti na pa pi yo. Ta đi sằng pha chá ma na sa say yo ho ti na pa pi yo. Rồi chúng ta sẽ ôn lại ha. Rồi bây giờ quý vị nhìn lên bài học trước tiên. Chúng ta thấy nếu hai câu mà cuối câu số 2 là trường âm thì chúng ta có thể dừng, và cuối câu là trường âm thì chúng ta phải chạy qua một trường để mà thở. Rồi bây giờ chúng ta coi cuối câu có phải là trường âm hay không. Nam quá pa quá ta răng văng ba xe quá cha đa sĩ năng nít gầy hát hoa đình mê tha quên ta đi sang bành đi tặng pha chê. Ta đi sang pha chá ma na sa say yo ho ti na pa pi yo. Câu này chúng ta sung sướng đọc một lần ba hơi, bởi vì cuối câu số 2, cuối câu số 4 đó là trường âm, và trường âm thì chúng ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng ha. Không có hồi hộp luôn. Chúng ta đọc vô từ. Đi nằm quá băng ba xe quá năng tin mê tha sang chắc mà na sa say yo ho ti na pa pi yo. Ba hơi đọc như vậy thì chúng ta đọc làm sao? Hai hơi hơi ha, hơi dài thì họ có thể đọc một nhưng mà đọc một hơi thì chúng ta thấy rằng nó đi đi thì nằm quá 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 ta răng dần phá xe quá cha đã xin nặng gây thì hát hòa đình mà quên ta đi sang phát chê sang phát mà nà xa xây vô à phí vô. Đọc đừng hơi luôn. Dữ dội. Tự khen mình chút đi. Rồi bây giờ
Alo, 123, 123, 123, ôi, sư Thiện Vũ nghe rõ nè, đạo hữu học trò cũng nghe rõ nè, rồi, như vậy là tốt rồi ha, rồi, 321 là sao, tiến lên chứ ai, tiến xuống thế này, không biết nữa, 123 chứ ai, 321, rồi, bây giờ, chúng tôi đưa bài học đây ha. Rồi, bây giờ ôn lại dòng kinh ha. Rồi, chúng ta qua dòng kệ. Sức Nhật nói rằng copy bài học, bởi vì Sức Nhật Quỳnh đã chỉnh sửa rồi. Còn bây giờ chưa chỉnh sửa thì coi như hơi rất lớn chút ha. Chỉnh sửa rồi thì copy thôi. Cái gì đúng thì chúng ta phải chấp nhận. Còn nếu mà sai thì phải sửa cái quy luật ha. Quý vị thông cảm nha. Bởi vì học cái này mà sai một cái dấu không à, là thấy cũng là khổ đế rồi. Nó ý nghĩa nó khác. Ni thi nam quá pa quá ta rằng dần ba xe quá cha đa si năng ni gây học. Qua đình mê tha quên ta đi sẵn bành đi tăng phá chê. Ta đi sẵn phá chắc mà nó sẽ xây vô hồ tí nó bà bí vô. Rồi, đó là giọng kinh ha. Bây giờ qua giọng kệ thì phá chắc đá si năng. Rồi, hồi nãy hỏi rồi. Khi nào tới tiểu vận, tới tiểu vận thì khi đó chúng ta biết chữ Dasi như thế nào. Ở đây Dasi năng hả? Thôi, xin cho Quỳnh chỉnh sửa. Thì đúng rồi, quá chắc Dasi năng. Hồi nãy hỏi quý vị không có thắc mắc. Bây giờ thì sách của xin cho Quỳnh. Quân Giang Nhật Hà thì quá chá đá si năng. Rồi chỉnh sửa lại ha. Ni thi rồi, đó là hai ta cần phải chỉnh sửa trong câu 1, câu 2. Rồi bây giờ qua cái vấn đề kể thì chúng ta kể như thế nào đây. Ni thi nam qua ba qua ta rằng dân ba xe qua cha đan si nặng. Ni khay hạ qua đình mê tha huynh ta đi sang bánh
đi tăng pa chê ta đi sang pha cha ma na sang say yo ti na pa pi yo ni thi nam qua ba qua ta rằng yang ba se wa cha đan si nang nịch gây ha hóa đình mê tha huynh ta đi sang bánh đi tăng pha chê ta đi sang pha cha ma nan san say yo ho ti na pa vi yo một lần nữa ni thi thi năm qua qua ta rằng dân ba xe qua cha đan rằng nít gây hao quá đình mê tha huynh ta đi sang pha chê ta cha yo pi yo nếu thấy bậc hiền chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chuông vàng hãy thân cận người chỉ thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu rồi xin mời sư Phê Ca sư Kim. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mày, Nam mô Sang Khai. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Phật Cú 76. Ni thị nằm quá bá quát ta răng văn bát xê quát cha đát thi năng nít gầy ha hòa đình mê tha huynh ta đi sang bánh đi tăng phá chê ta đi sang phá cha ma nát xa xây vô hồ tí na bà bi vô. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ní đoạn âm thi trường âm thông thường, năm trường âm nhấn, quá bá là hai đoạn âm, quách trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bát trường âm nhấn, xê trường âm thông thường, quách trường âm nhấn, chá đoạn âm, đát trường âm nhấn, si trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ni thì nằm quá ba quát ta răng văn bát xê quát cha đát si năng. Và con phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Nít gây là hai trường âm nhấn, há đoạn âm, qua trường âm thông thường, đinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê tha là hai trường âm thông thường, huynh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ta trường âm thông thường, đí đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, banh trường ấn đí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá đoạn âm, chê trường âm thông thường. Nít dây há hòa đình mê tha huynh ta đi sang banh đi tăng phá chê. Con phân tích tiếp hai câu cuối cùng. Ta trường âm thông thường, đí đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá chá là hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, xá đoạn âm, xây trường âm nhấn, vô hô hai trường âm thông thường, tí ná hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, bí đoạn âm, vô trường âm thông thường. Ta đi sang pha cha ma nát xa xây yô hô tí na bà bí yô. Ni thị nằm quá bá quát ta răng văn bát xê quát cha đát xì năng. Nít
gây há hoa thinh mê tha. Con đọc lại câu 3. Nít gây há hoa đinh mê tha huynh, ta đi săn bành đi tăng phát chê. Ta đi săn phát cha ma nát xa xây vô, ô tí na ba bi vô. Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ, chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt, không xấu. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ni thi năm qua bà quát ta rằng, dặn ba thê quát cha đa si năng. Nít gây ha hoa định mai tha huynh, ta đi săn bắn đi tăng phá chê. Ta đi săn phá cha ma nát xa, xây vô hô tí na ba bi vô. Và con đã đọc xong và kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Thị Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con kính mời cô Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Quý vị nghe rõ 1, 2, 3, 4, 4, 5 người. À, vậy là quý vị nghe rõ liên tục ha, không có đứt hơi ha. À, không có đứt khoảng, đứt hơi. Có đi. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 76. Nít thi nằm quá quá quắc ta rằng, dằn bát xề quát cha đá si nằng, ní gầy há hòa đình mê thà huỳnh, ta đi sằng bành đi tằng pha chề, ta đi sằng pha cha mà nát xa xây dồ hồ tí na bà tí dồ. Ní thi nằm quá quá quắc ta rằng, dằn bát xề quát cha đá si nằng, ní gầy há hòa đình mê thà huỳnh, ta đi sằng bành đi tằng pha chề, ta đi sằng pha cha mà nát xa xây dồ hồ na bà tí dồ. Phân tích câu 1, câu 2 và câu 3. Ní đoạn âm thì trường âm thông thường. Năm trường âm nhắn quá bá hai đoạn âm. Quắc trường âm nhắn, ta trường âm thông thường. Răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá trường âm nhắn, xê trường âm thông thường. Quắc trường âm nhắn, chá đoạn âm. Đá trường âm nhắn, xí đoạn âm. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sư con chọn là xí đó sư, còn nếu mà xí á nó là chắc thí quỳ quá tí ba hú quá chá ná, nó là xí năng thì đúng hơn, nó là đú tí gia quỳ pháp tí e kha quá chá ná. Con thấy cái đó xí năng đúng hơn là xí năng đó sư. À, phân tích câu số 3. Nít gầy hai trường âm nhắn, há đoạn âm qua trường âm thông thường, đinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nê tha hai trường âm thông thường, huynh trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, câu 3, rồi đọc câu 4, câu 5, câu 6 và phân tích câu 4, câu 5, câu 6. Nít thi nằm quá quá quắc ta rằng, dằn bát xề quắc chá đát xí năng, nít gầy há hòa đình nề thà huynh, ta đi sằng bành đi tằng phá chệ, ta đi rằng pha cha mà nát xa xây dồ hồ tí na bà tí dồ. Phân tích câu số 4. Ta trường âm thông thường, đí đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng âm. Phân trường âm nhắn, đí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thá đoạn âm, chê trường âm thông thường. Phân tích câu số 5. Ta trường âm thông thường, đí đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thá chá hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, nát trường âm nhắn, xá đoạn âm. Câu cúng cùi hay câu cuối cùng, câu số 6. Say trường âm nhắn, vô hô hai trường âm thông thường, tí ná hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, tí đoạn âm,
vô trường âm thông thường. Đọc lại câu 4, câu 5, câu 6, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Ta đi sang ban đi tăng pha chê, ta đi sang pha cha mà nát sai say vô hồ tí na pha phi vô. Ní thi nằm quá quá quắc ta rằng dằn bát xê quắc cha đá xí năng, ní gầy há hòa đình mê tha huynh, ta đi sang ban đi tăng pha chê, ta đi sang pha cha mà nát sai say vô hồ tí na pha phi vô. Ni thi nam quá quá quắc ta rằng dằn bát xê quắc cha đá xí năng, ní gầy há hòa đình mê tha huynh, ta đi sang thành đi thằng pha chê, ta đi sang pha cha mà nát. Ủa sao cái màn hình con bị vậy? Ủa sao không thấy vậy? Nhưng nó biến mất vậy. Quý vị còn nghe tôi rõ không quý vị? Hello? Tự nhiên nó biến mất, tưởng không nghe nữa. Dạ, con xin đọc lại. Nhưng nó black out cái màn ảnh này. Và vẫn nghe bình thường phải không quý vị? Vậy con xin đọc lại lần cuối cùng rồi ca kệ rồi đọc tiếng dịch, đọc theo tiếng Việt Nam. Ni thi nam quá quá quắc ta rằng dằn phát xề quắc cha đát xí năng, ni gầy há hòa đình mê tha huynh, ta đi sang bành đi tăng tha chê, ta đi sang tha cha mà nát sai say vô hồ tí na pa phi vô. Ni thi nam quá ba quắc ta rằng dằn bát xề quắc cha đát xí năng, ni gầy há hòa đình mê tha huynh, ta đi sang phan đi tăng pha chê, ta đi sang pha cha manasa say yo ho ti na pa pi yo. Ni thinh nam qua pa vap ta rang yam ba se vap cha da chi năng, nít gai ha hoa đinh mê tha huyn, ta đi sang phan đi tăng pha chê, ta đi sang pha cha manasa say yo ho ti na pa pi yo. Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, dịch tiếng từ tiếng Pali qua tiếng Việt Nam của Kinh Pháp Cú câu số 76. Thưa quý vị, có thấy tôi sai cái gì không? Quý vị cho biết nha. Bữa nay thức dậy sớm rồi, nó ăn xong rồi đi ngủ. Ngủ chắc nữa, trễ vô. Không nghe cô Mít Tà nói chuyện gì thiệt tình, xui xẻo. Cảm ơn quý vị đã cho bông hoa vỗ tay vỗ chinh. Xin mời quý vị kế tiếp nha. Máy tôi không có thấy ai vô tay kế tiếp hết trơn. Dạ, xin mời quý vị kế tiếp nha. Máy khùng không biết nữa. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào quý sư, quý cô tu nữ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 77, đọc từ ô 76, để con kiếm. Ni thi nam Ni thi nam quá ba quát ta rằng dằn phát xê quát cha đá xì năng, ni gây há hòa đình mê tha huynh, ta đi sang bàn đi tăng phát chê. Và bây giờ, để con đọc lại. Ni thi nam quá ba quát ta rằng dằn bát xê quát cha đá xì năng, nít gầy há hòa đình mê tha huynh, ta đi sằng bành đi tăng phá chê, ta đi sằng phá cha mà nát xá xê vô hồ tí na bà bí vô. Ní thì nằm quá ba quát ta rằng dằn bát xê quát cha đá xì năng, ní đoạn âm.
Alo, dạ, đạo tràng nghe con chưa? Dạ, rồi con cảm ơn. Con xin đọc, con xin gọi phân tích câu 1 và 2. Ni thi nam qua pa quát ta răng dân ba se quát cha đá si năng. Ni là đoạn âm, thi trường âm thông thường. Nam trường âm nhấn, quá bá hai đoạn âm, quát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, răng dân trường âm đọc theo, hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bass trường âm nhấn, c trường âm thông thường, quách trường âm nhấn, chá đoạn âm, das trường âm nhấn, si trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ni thì nằm quá bá quách ta răng dân bá xê quách chá đá xì năng. Nít, nít, gây há hòa đình, mê thà huỳnh. Ta đi sẵn bằng đi tăng phá chê. Nít trường âm, nít gây là hai trường âm nhấn. Há đoạn âm qua trường âm thông thường. Đinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Mê tha là hai trường âm thông thường, huynh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ta trường âm thông thường, đí đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, banh trường âm nhấn, đí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá đoạn âm, chê trường âm đọc theo giọng chê là trường âm thông thường. Nít gây há hòa đình mê tha huynh ta đi sang bàn đi tầng phá chê ta đi sang phá chá ma na sa say yo hô tí na bà bí yô ta trường âm thông thường đi đoạn âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm phá chá hai đoạn âm ma trường âm thông thường na trường âm nhấn xá âm xây trường âm nhấn vô hô hai trường âm thông thường tí ná hai đoạn âm ba trường âm thông thường tí đoạn âm vô trường âm thông thường ta đi sang phá chá ma ná xá xây vô hô tí ná bà bí vô. Con xin đọc lại câu 46. Ni thì nam ma quát ni thì nằm qua ba quát ta răng dăng ba xê quách cha đá xì năng. Ni gây há hòa đình mê tha huynh ta đi sang banh đi tăng phá chê. Ta đi sang phá cha ma na xa xê dô hồ tí na bà bí dô. Ni thì nằm qua ba quát ta răng dằn bá xê quá chá đá xì năng. Nít gây há hòa đình mê tha huynh ta đi sang bành đi tăng phá chê. Ta đi sang phá chá ma ná xá xê dô hồ tí ná bà bí dô. Nít thì nằm quá bá quát ta răng dằn bá xê quá chá đá xì năng. Nít gây há hòa đình mê tha huynh ta đi sang bành đi tăng phá chê. Ta đi sang phá chá ma na sa xê dô hô tí na bà bí dô. Nếu thấy vật hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người. Thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính lễ sư pháp trang, kính lễ sư tuệ đức, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ Kim Nhung đã cho biết tín hiệu âm thanh. Con xin là pháp cú số 76 ở phẩm tân lý táo quát giá phẩm hiền trí. Ni thì nàng quá ta quát ta rằng rằng
phát sê vát cha đa si năng ních gây ha hòa bình mê tha huynh ta đi sang bằng đi sang phát chê ta đi sang phát cha mà nát sa say yô na pa pi yô ni thi năng vát ta vát ta răng răng phát sê vát cha đa si năng ních gây ha hòa bình mê tha huynh ta đi sang bằng đi sang phát chế tăng phát cha ma nát sa say yo pi na pa pi yo. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ni thi nam quát ta quát ta răng răng phát sê quát cha đa si năng. Ni là đoạn âm, thi là trường âm thông thường, nam là trường âm nhấn, quá ta hai đoạn âm, quát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, răng trường âm theo giọng nguyên âm, pass trường âm nhấn, c trường âm thông thường, vách trường âm nhấn, chá đoạn âm, das trường âm nhấn, c trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ni thì nam vách ta vách ta răng răng pass c vách chá das si năng. Xin phân tích câu 3 và câu 4. Nít gây ha hòa đình nề thà quyền ta đi sẵn tầm đi tăng phát chề. Nít gây hai trường âm nhấn, há đoạn âm, qua trường âm thông thường, đinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nê tha hai trường âm thông thường, nguyên trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ta trường âm thông thường, đi đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng tăng trường âm nhấn, đi đoạn âm, đi đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá đoạn âm, chê trường âm thông thường. Nít ghê ha hòa đình nề tha huynh ta đi sang tăng đi tăng phát chê. Con xin phân tích câu 5 và câu 6. Ta đi sẵn phát cha mà nát sa say yô hô tí nát ta tí yô. Ta trường âm thông thường, bí đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá chá hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, xá đoạn âm, say trường âm nhấn, yô hô hai trường âm thông thường, tí ná hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, tí đoạn âm, vô trường âm thông thường. Yeah. Ta đi sang phát cha ma nát sa say yo ho ti na ta ti yo. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú số 76. Ni thi nam vát ta vát ta răng yang pa se vát cha da si nang nít gây ha hòa đình nê tha huynh ta đi sang tăng đi tăng pha chê ta đi sang pha cha ma nát sa say yo ho ti na pa pi yo. Ni thi nang vát ta vát ta răng dân pa se vát cha đa si năng nít gây ha hòa đình nê tha huynh ta đi sang tăng đi tăng pa chê ta đi sang pa cha ma na sa say yo ti na pa pi yo. Nếu thấy bậc thiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Nithi năng hoa pa văn ta răng văn pa se văn cha đan si năng. Nhi gây ha hoa tình mê tha huynh ta đi sang tăng đi tăng phát chê. Ta đi sang hoa cha ma na sa say yo ti na pa pi yo. Ni thi năng hoa pa văn ta răng văn pa se văn cha đan si năng. Ni gây ha hoa đình mê tha huynh ta đi sang tăng đi tăng pha chê. Ta đi sang hoa cha ma na sa
sayo ho ti na ta vi yo. Dạ con đã đọc và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Dạ con xin xuống nước ạ, xin mời Thiện Vũ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính đảnh lễ các cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 76. Đi thì nằm quá ba quát ta răng giang phát xê quát cha đắt xì năng. Nít gầy hát hòa đình mê tha quyền ta đi sang bành đi tăng phát chê. Ta đi sang phá chát mà nát xa xây dô hồ tí nát phá phí dô. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ní đoạn âm thi trường âm thông thường, năm trường âm nhấn, quá tá hai đoạn âm, quát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, răng giăng hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tát trường âm nhấn, c trường âm thông thường, quát trường âm nhấn, trá đoạn âm, đát trường âm nhấn, si trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo dọc nguyên âm. Ni thì nằm quá ba quát ta răng giăng phát dê quát cha đắc si năng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Nít gây hai trường âm nhấn, há đoạn âm, qua trường âm thông thường, đinh trường âm đọc theo dọc nguyên âm, mê tha hai trường âm thông thường, nguyên trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ta trường âm thông thường, bí đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, panh trường âm nhấn, bí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên, phá đoạn âm, chê trường âm thông thường, ních gây ha hòa đình mê tha huynh ta đi sang bành đi tăng phát chê. Con xin phân tích câu 5, câu 6. Ta trường âm thông thường, bí đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá trá hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, xá đoạn âm, xây trường âm nhấn, vô hô hai trường âm thông thường, tí ná hai đoạn âm, pa trường âm thông thường, tí đoạn âm, vô trường âm thông thường, ta đi sang phá chát ma nát sa xây vô hô tí ná pa pi vô. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 76. Ni thì nằm qua ta quát ta răng giang phát tê quát cha đắc si năng. Ních gây ha hòa đình mê tha quyền ta đi sang bành đi tăng phát chê. Ta đi sang phát cha ma nát sa si yô hô ti na pa pi yô. Ni thiên hoa pa quát ta răng yang phát xê quát cha đắc si năng. Nít gây ha hoa ha đình mê tha huynh ta đi sang phanh đi tăng pha chê. Ta đi sang pha cha ma na sa say yô hô thi na pha pi yô. Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy, chỉ tốt hơn, không xấu. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng.
Con xin đọc câu pháp cú số 76. Ni thì nằm quá ba quá tà rằng dằn bát xề quá chát đá xì nằng. Nít gầy há hòa đình mê thà quỳnh tà đi sằng bằng đi tầng phá chề. Tà đi sằng phá chăm mà nát xa xây dồ hồ tí ná bà bí dồ. Ni thì nằm quá ba quá tà rằng dằn bát xề quá chát đá xì nằng. Ní là đoạn âm, thi là trường âm thông thường, năm là trường âm nhấn, quá bá là hai đoạn âm, quát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bát là trường âm nhấn, xê là trường âm thông thường, quát là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, đá là trường âm nhấn, si là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nít gây hà và đình mề thà quỳnh tà đi sằng bằng đi tầng phá chề. Nít gáy là hai trường âm nhấn, há là đoạn âm, va là trường âm thông thường, đinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê tha là hai trường âm thông thường, quinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ta là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường. Tà đi sằng phá cha mà nát xa xây dồ hồ tí nát bà bí dồ. Ta là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phá chá là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm. Say là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, tí ná là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, vô là trường âm thông thường. Ni thì nằm quát bá quát tà rằng dằn bát xề quát chá đá xì nằng. Nít gầy há và đình mê thà quỳnh tà đi sằng bằng đi tầng phá chề. Tà đi sằng phá chá mà nát xá xây dồ hồ tí ná bà bí dồ. Ni thì nằm quá bá quá tà rằng dằn bát xề quá chá đá xì nằng. Nít gây há và đình mê thà quỳnh. Đọc lại. Nít gầy há hòa đình mê thà quỳnh tà đi sằng bằng đi tầng phá chề. Tà đi sằng phá chá mà nát xá xây dồ hồ tí ná bà bí dồ. Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách, như chỉ chỗ chôn vàng hãy thân cận người trí. Thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Ni thi nam va ba va ta rằng dằn ba se vát cha đa si nằng. Ni gây ha va ha din mê tha win ta đi sang băng đi tăng pha chê. Ta đi sang pha ha cha mana sa say yo ho ti na ba bi yo. Dạ con đã đọc và phân tích xong, có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng xin sửa. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài, xin mời vị tiếp theo. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo,
Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức. Dạ, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kệ ngôn 76 ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã bớt bài, cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu nghe rõ. Ni thì nằm qua ba qua tà rằng rằng ba xề quách cha đa xì nàng ni gầy ha hòa đình mê thà quỳnh tà đi sằng bàn đi tặng pha chề tà đi sằng pha cha mà na sa xầy dô hồ ti na bà bi dô. Ni thì nằm qua ba qua tà rằng rằng ba xề quách cha đa xì nàng nít gầy ha hòa đình mê thà quỳnh tà đi sằng bành đi tặng pha chề tà đi sằng pha cha mà na sa sầy dô na bà bi dô. Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ní là đoạn âm, thi là trường âm thông thường. Nam là trường âm nhấn, quá, bá là hai đoạn âm, quát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường. Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bass là trường âm nhấn, c là trường âm thông thường, quách là trường âm nhấn, trá là đoạn âm, das là trường âm nhấn, si là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đi thỉnh qua bao qua và xề quách cha đa xì năng. Nick là trường âm nhấn, gây là trường âm nhấn, há là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, đinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê là trường âm thông thường, là trường, huynh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ta là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, băn là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, ta là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá, trá là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm. Nít gầy ha hòa đình mề thà quỳnh tà đi sằng bành đi tầng pha chề. Ta là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá trá là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, xây là trường âm nhấn, vô là trường, vô hô là hai trường âm thông thường, tí ná là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, vô là trường âm thông thường. Ta đi sằng pha cha mà na sa sầy dô hồ ti na bà pi dô. Ni thì nằm qua ba qua ta rằng rằng ba sề quách cha đa xì nàng ni gà mê thà quỳnh tà đi sằng bàn đi tặng pha chê tà đi sằng pha cha mà na sa sầy dô hồ ti na bà bi dô. Dạ con xin kể ạ. Ni thi nam qua bà qua ta răng giang ba xê quay cha đa si năng nịt gây ha qua đình mê tha quy sang ban đi tăng pha chê ta đi sang pha cha ma na sa say yo ti na pa bi yo ni thi nam qua ba wa ta răng yang ba se wa cha da si năng ni gai ha wa đi mê tha huynh ta đi sang ban đi tăng pha chê ta đi sam pha cha ma na sa say yo ti na pa bi yo. Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc và kệ xong ạ. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp.
Con kính tri ân sư. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã bối bài. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Thân mời niệm từ ạ. Dạ, kính cảm ơn chị Sít Kim Nhung. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang và con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Và con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Sít Kim Nhung, Sít Thiên Vũ và Sít Nhật Quỳnh đã cho biết âm thanh rõ. Con xin đọc và phân tích bài học hôm nay là câu 76. Đi thì nằm qua ba quắc tà răng dằn bát xê quắc cha đá xì năng nít ghê há hòa điên mê thà huyền tà đi sang bành đá tặng phao chê tà đi sang phá cha ma nát xa xê yô hồ tí na bà bí yô. Dạ. Con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Đi thì nằm qua ba quắc tà răng dằn bát xê quá quốc cha đá xì năng. Và câu số 1, ní là đoạn âm, chi là trường âm thông thường, năm là trường âm nhấn, quá là đoạn âm, bá là đoạn âm, quốc là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 2, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bát là trường âm nhấn, xê là trường âm thông thường, quốc là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, das là trường âm nhấn, si là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con phân tích câu số 3 và câu số 4. Nít ghê há hòa đìn mê thà huyền tà đi sang bành đi tăng phá trề. Và câu số 3, nít là trường âm nhấn, ghê là trường âm nhấn, há là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, din là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê tha là hai trường âm thông thường, win là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4, ta là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá là đoạn âm, j là trường âm thông thường. Và con phân tích câu số 5 và câu số 6. Ta đi sang phá cha mà na sa se yo ho ti na ba bi yo. Và câu số 5, ta là trường âm thông thường, đi là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá cha là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm. Và câu số 6, si là trường âm nhấn, yo, ho là hai trường âm thông thường, tí, ná là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, yo là trường âm thông thường. Ni thì nằm qua bao quắc tà răng dằn bát xê quắc cha đa si năng nít kê há hòa điên mê tha huyền tà đi sang bành tăng phá chê tà đi sang phá cha mà na sa si yô hồ ti na bà bi yô. Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hại thân cần người trí, thân cần người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể câu số 76. Ni thí năm qua bà quẳng ta răng dân ban xê quăng cha đà sinh si năng nên ghê ha hoa đình mê tha huyên ta đi sang bắn đi tăng pha chê ta đi sang pha cha ma nan sa say yo ti na ba bi yo. Dạ, con đã đọc và con đã phân tích và con đã đọc xong.
con có sai luôn ngài và đạo tràng, chỉnh sửa giùm con. Dạ con cảm ơn sis Nhật Quỳnh đã đưa bài học lên hôm nay. Dạ bây giờ xin mời cô Pháp Nguồn. Dạ Nam Mô Bích Tha. Dạ dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con xin chào cả nhà, con xin đọc pháp cú câu 76 ạ. Nít thì nằng qua ba quát tà rằng dằng ba xề quát cha đát thi nằng nít gầy ha hòa đình mê tha quỳnh tà đi sằng bằng đi tằng pha chê tà đi sằng pa cha mà nát xa xây dô hồ Tina Papiro. Con xin được phân tích câu 1, câu 2 ạ. Nít là ní là đoạn âm, thi là trường âm, năng là trường âm nhấn, quá là đoạn âm, pá là đoạn âm, quát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pá là trường âm nhấn, c là trường âm thông thường, quá là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, đát là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ních là trường âm nhấn, gây là trường âm nhấn, há là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, đinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê là trường âm thông thường, tha là trường âm thông thường, vinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ta là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tan là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, ta là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá là đoạn âm, chá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, say là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ná là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, vô là trường âm thông thường. Con xin được đọc lại. Nít thì năng qua ba quát ta rằng dằng ba xê quát cha đát xin năng nít gầy hạ hòa đình mê tha quỳnh ta đi sằng bằng đi tăng pha dệ pha chê ta đi sằng pha cha mà nát xa xây dô hồ ti na bà bí dô. Con xin được kệ ạ. Nít thi năng quá ba quát ta rằng yang pe se wa cha dap si nang nit gai ha wa ding me tha weng ta di sang bang di tang pha che ta di sang pa cha ma na sa se yo ti na pa pi yo. Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Dạ con đã đọc và phân tích xong ạ. Con xin xuống mic mời vị khác lên ạ. Con có gì sai mong sư và đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Dạ Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ ân đức Phật, con kính đảnh lễ ân đức Pháp, con kính đảnh lễ ân đức Tăng.
Con kính đảnh lễ với sư, con kính đảnh lễ với cô tu nữ và xin kính chào với đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 76. Ni thì nằm quá ba quát tà đằng dằng bát xề quát cha đát xì năng nếp gầy ha hòa đình mê thà huỳnh tà đi sàng bàn đi tặng pha chê tà đi sàng pha chắc nặng tà đi sàng pha chắc mà nát xa xảy vô hồ tí na bà bi vô. Dạ con xin đọc lại. Ni thì nằm qua ba quát tà đằng dằng bát xề quát cha đát xì năng nếp gầy ha hòa đình mê thà huỳnh tà đi sàng bàn đi tặng pha chê tà đi sàng pha cha mà nát xa xảy vô hồ tí nạ hồ tí nạ bà bi vô. Và con xin phân tích câu 1, câu 2. Ní đoạn âm thi trường âm thông thường, năm trường âm nhấn, quá bá hai đoạn âm, quát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bát trường âm nhấn, xê trường âm thông thường, quát trường âm nhấn, chá chá đoạn âm, đát trường âm nhấn, xê trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ni thì nằm quá ba quát tà đằng dằng bát xề quát cha đát xì năng. Dạ con xin phân tích câu 3, câu 4. Nít trường âm nhấn, gây trường âm nhấn, há đoạn âm qua trường âm thông thường, đinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê tha hai trường âm thông thường, quên trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ta trường âm thông thường, đí đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban trường âm nhấn, đí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, nít gầy ha hòa đình mê thà huỳnh ta đi sàng bàn đi tăng phá chê. Dạ con phân tích tiếp câu 5, câu 6. Ta trường âm thông thường, đí đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá chá hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, xá đoạn âm, say trường âm nhấn, vô hô hai trường âm thông thường, tí ná hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, bí đoạn âm, vô trường âm thông thường, ta đi sàng pha cha mà nắp xa xảy vô hồ ti nắp bà phi vô. Dạ con đọc lại nguyên bài. Ni thì nằm qua ba quát ta đằng dằng. Con xin đọc lại. Ni thì nằm qua ba quát ta đằng dằng bắt xề quát cha đát xì năng. Nếp gầy ha hòa đình mê thà huỳnh ta đi sẵn bàn đi tăng pha chê ta đi sẵn pha cha mà nát xa xảy vô hồ tí nắp bà bi vô. Dạ con xin kệ. Ni thi năm qua bà quanh ta đằng dằng bát xê quanh cha đát xì năng nên gây ha hoa đến mê tha huỳnh ta đi sẵn bắn đi tăng pha chê ta đi sẵn pha cha mạ nạn xa xảy vô hô tí là ba bi vô. Dạ con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi hòa khiển trách như chỉ chỗ trung hoàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Dạ con đọc phân tích và kể xong. Dạ con có chỗ nào sai con kính xin quý sư, quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai chỉ lỗi cho con ạ. Dạ con xin cảm ơn và xin trao mic lại cho đạo tràng, xin mời vị kế tiếp.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu Pháp Cú 76 hôm nay ạ. Ni thi nam wa ba wa ta rang yang ba se wa cha da si nang ni gay ha wa ding me tha win ta di sang ban di tang pha che ta di sang pha cha ma na sa se yo ho ti na ba bi yo. Ni thi nam wa ba wa ta rang yang ba se wa cha da si nang nít gây ha hòa đình mê tha huynh ta đi sang bành đi tăng pha chê ta đi sang pha cha ma na sa say yo ho ti na ba bi yo. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ni thi nam wa ba wa ta rang yang ba se wa cha da si nang. Ni là đoạn âm, thi là trường âm thông thường, nam là trường âm nhấn, quá, bá là hai đoạn âm, quát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, răng, văn là hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bass là trường âm nhấn, c là trường âm thông thường, quát trường âm nhấn, chá là đoạn âm, das là trường âm nhấn, si là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 3 và câu số 4. Nít gây ha hòa đình mê tha huyên ta đi sang bành đi tăng phá chê. Nít gây là hai trường âm nhấn. Há là đoạn âm. Hòa là trường âm thông thường. Đinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Mê tha là hai trường âm thông thường. Huyên là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ta là trường âm thông thường. Đí là đoạn âm. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Banh là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường. Nít gây hát hòa đình mê tha huyên ta đi sang banh đi tăng phá chê. Và câu số 5 và câu số 6. Ta đi sang phá chá ma nát sát say yô hồ ti na ba bi yô. Ta là trường âm thông thường. Đí là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá là đoạn âm, chá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, say là trường âm nhấn, vô, hô là hai trường âm thông thường, tí, ná là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, vô là trường âm thông thường. Ni thi nam wa ba wa ta rang yang ba se wa cha da si nang ni gay ha wa ding me tha win ta di sang ban di tang pha che ta di sang pha cha ma na sa se yo ho ti na ba bi yo. Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ni thi nam wa ba wa ta rang yang ba se wa cha da si nang. Ni gây ha wa ding me tha wing ta di sang ban di tang pha de. Ta di sang pha cha manasa si ye ho ti na ba bi yo. Ni thi nam wa ba wa ta rang yang ba se wa cha da si nang. Ni gây ha wa ding me tha wing ta di sang ban di tang pha che. Ta di sang pha cha manasa say yo ho ti na ba pi yo. Dạ, con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, con xin mời Xích Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Chư Đức, Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào các cô tu nữ và đạo tràng. Dạ, con xin chào bạn. Cảm ơn cô.
ni thi nam quá ba vách ta rằng dằn ta xì quá quá vách vách cha đã si nằm nít gầy ha hòa đình mê tha quỳnh ta đi sằng bàn đi tặng phá trì ta đi sằng phá cha mà na xá dạ con xin sao nói ta ta đi sằng phá cha na ma na sa ye sa yo ho ti na pa bi yo ni nam wa ta va ta rang yang ta se wa wa da si nang ni gay ha wa din me tha un ta di sang ban di tang va che ta di sang pa cha ma na sa ye sa yo ho ti na pa Điều thấy bậc hiền trí chỉ đổi và khi đắc như chỉ chỗ trong vàng, hãy thân cận người trí. Thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Bản dịch qua Thượng Thích Minh Châu, con xin phân tích. Ní thi, ní là đoạn âm, thi là trường âm thông thường. Năm là trường âm nhấn, quá, bá, hai đoạn âm, quách là trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đặt thì là nguyên âm. Ni thì nằm quá ba vách ta năng dâm trường âm đặt thì là nguyên âm. Bass trường âm nhấn, xê trường âm thông thường, vách trường âm nhấn, chá đoạn âm. Das trường âm nhấn, xê trường âm thông thường, năng trường âm đặt thì là nguyên âm. Ni thì nằm quá ba vách ta năng dâm ba xê vách cha đa si nằng ní gây nít gây là hai trường âm nhấn, há đoạn âm qua trường âm thông thường, đinh trường âm là từ dòng nguyên âm, mê trường âm thông thường, tha trường âm thông thường, huynh trường âm là từ dòng nguyên âm. Ní gây há hòa đinh mê tha huynh ta trường âm thông thường, bí đoạn âm sang trường âm là từ dòng nguyên âm, ban trường âm nhấn, đí đoạn âm tăng trường âm đặt từ dòng nguyên âm, phá đoạn âm trê trường âm thông thường. Ni gầy ha hoành đình mê tha huỳnh là đi sang ban đi tăng phá trê ta trường âm thông thường, đí đoạn âm sang trường âm đặt từ dòng nguyên âm, phá đoạn âm chá đoạn âm ma trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, xá đoạn âm, say trường âm nhấn, vô trường âm, vô hô là hai trường âm thông thường, tí đoạn tí ná hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, bí đoạn âm, vô trường âm thông thường, say vô hô tí ná ta đi sang pha cha mà ná xa say vô hô tí ná ba bi vô ni thì nằm quá ba vách tà rằng dằn ba xì quá vách đa xì nằm ni gầy ha hòa đình mê tha quân ta đi sành bàn đi tặng phá trì ta đi sành phá cha mà na sa xì dô hồ ti na ba bi dô ni thì nằm quá ba vách tà rằng dằn ba xề quá vách đá xì nằm đi gầy ha hòa đình mê tha quỳnh ta đi sằng bàn đi tặng pha trề ta đi sằng pha cha mà na sa thì xây vô hồ ti na bà bi vô. Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ trôn đoàn, hãy thân cần người trí, thân cần người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Dạ, con đã đọc xong, dạ, con có sai xin lỗi và đạo tràng chính sửa. Dạ, con xin chào mất lời. Dạ, vị kế tiếp. Thank you.
Alo, 123, 123. Đúng rồi. Chị Hà, hôm nay tâm sự cái gì không biết mà nói thì thầm nhỏ quá. Mấy người trước thấy là lớn lắm mà. Hôm nay cho Sĩ Hà sao nó nhỏ xíu à. Quá nhỏ luôn. Rồi, hồi nãy thấy Sĩ Tina đưa tay mà đâu có mất tiêu rồi. Sĩ Tina. Thôi bây giờ thời gian không còn bao nhiêu ha. Đúng rồi, thấy hết giờ. Rồi bây giờ chúng ta đi vào nhà tư vấn. Từ có những cái từ mà quý vị cảm thấy rằng đúng và sai thì trong tư vấn nó sẽ làm cho sáng tỏ. Ni thì nằm qua pa quát ta rằng, ni thì nằm qua pa quát ta rằng. Câu đầu tiên, ni thì năng cộng với ý qua nó biến thành ni thì nằm qua. Ni thì năng do cái từ ni thi, đây là một danh từ nam tính, ý karan tapung linh ga, và ni thi được chia theo sở hữu cách số nhiều. Sở hữu cách số nhiều tức là cha thi vi phát thi và hữu quá trình á. Cho nên chữ ni thi biến thành ni thi năng. Ni thi năng là của cải chôn giấu, hay là chôn giấu những bảo vật á. Thì chữ ni thi năng và ý quá có nghĩa là giống như rồi bao quát ta rằng, bao quát ta rằng do từ bao quát ta, bao quát ta ra nó là một danh từ nam tính, akranta pung linh ga, và bao quát ta ra được chia theo đối các số ít đối tỷ giá quy phát tí e ca quá chẳng na, cho nên bao quát ta ra biến thành bao quát ta rằng. Bao quát ta rằng là người chỉ bài, người nói ra cái điều gì đó. Ở đây bao quát ta rằng do căn ngữ quát có nghĩa là nói. Rồi câu số 2, văn bá xê quát chà đá si năng, văn bá xê quát cha đa si chỉ văn do đại từ giá, đây là một đại từ quan hệ nam tính, và chỉ giá này được chia theo đối các số ít đối trị giá quy phát tí e câu quá trời ná, cho nên giá biến thành văn. Ở đây ám chỉ về cái người có trí, ám chỉ về người ấy. Người ấy ở đâu? Đó là mê tha win ở dưới ha. Rồi chữ bát xê, bát xê đây là một động từ suối, đây là một tha động từ, và ý nghĩa là nên thấy nên nhìn, nên thấy nên nhìn. What cha đa si năng, quát cha đa si năng, chữ quát cha đây là một danh từ trung tính, akranta napung sakalinga, quát cha có nghĩa là lỗi lầm. Rồi đa si đây là một danh tính từ nam tính ha. Do cái động từ dasi tí là thấy, và dasi có nghĩa là người nhìn thấy, người thấy điều gì ha. Người nhìn thấy, người thấy điều gì. Nhưng mà đây
nó được chia theo đối cách số ít. Đối tỷ giao phát tư về câu quá trình A, cho nên đá si nó biến thành đá si. Tức là người nhìn thấy được lỗi lầm. Quá trẻ đá si năng là người nhìn thấy được lỗi lầm. Rồi, tiếp tục câu số 3. Nít gầy hát hòa đình mê thà huynh. Nít gầy hát hòa đình mê thà huynh. Chữ nít gầy hát hòa đình. Nít gầy hát hòa đi. Ở đây chữ nít gầy hát, nó là một danh động từ. Việc gì đó nên khiển trách. Bởi vì cái động từ của nó là nít gần hà tí, là khiển trách. Nít gần hà tí là khiển trách. Và chữ qua đinh do chữ qua đi, một danh tính từ nam tính, người nói ra. Vậy thì nít gây hạ hòa đình nó được dơ theo đối cách ha. Đô tì gia quỷ phát tì e câu quá trình ha. Nít gây hạ hòa đình có lời nói khiển trách. Có lời nói khiển trách. Alo, xin Nhật Quỳnh, có nghe không? Câu số 3. Nít gây hát hòa đình, có nghĩa là có lời nói khiển trách. Chết rồi ha. Cha trời thối mê tha win do cái từ mê tha quy, nó là một danh từ nam tính y karan cung linh gia. Và mê tha quy được chia theo đối cách số ít. Đối tỷ giao quy phát tỷ e câu quan trần na, cho nên mê tha win là người sáng suốt bậc thiện trí. Người sáng suốt bậc thiện trí. Rồi, vậy thì ở đây ba câu này. Ni thi năng quá Phật quát tà rằng dân phát xê quát và đá sĩ năng. Ni gây hát hòa đình mê tha huynh. Nên xem xét người sáng suốt là người nhìn thấy được lỗi lầm, có lời nói khiển trách. Như là người chỉ ra những của đã chôn giấu. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục. Ta đi sằng bành đi tầng phá chê. Ta đi sằng bành đi tầng phá chê. Chữ ta đi sằng do cái từ ta đi xa. Đây là một tính từ nam tính. Ta đi xa được chia theo đối cách số ít. Đô tỷ giá huyệu thị e cao quá trần a. Cho nên ta đi xa biến thành ta đi sằng. Ta đi sằng như thế ấy. Rồi. Bành đi tầng. Bành đi tầng do cái từ bành đi ta. Bandita là một danh từ nam tính Akranta Pumlinga. Bandita được chia theo đối cách số ít. Đức Tỳ Gia Huỳ Phát Thích E Cao Quá Trần A. Cho nên Bandita biến thành Bandita, người trí tuệ.
Pha chê đây là một động từ số ít do căn ngữ Pháp, nên giao thiệp, nên gần gũi, nên thân cận. Pha chê. Như vậy câu này ta đi sang bên đi tăng pha chê, nên giao thiệp với người trí tuệ như thế ấy. Nên giao thiệp với người trí tuệ như thế ấy. Rồi tiếp theo, ta đi sang pha cha ma na sa se yo ho ti na pa pi yo. Ta đi sang pha cha ma na sa, ta đi sang như thế ấy, có như trên rồi ha. Pha cha ma na sa, pha cha ma na sa ở đây pha cha ma na, pha cha ma na ở đây nó được kêu theo sở hữu cách số ít, tức là cha thí vì pha tí e cao quá trần ha. Cho nên pha chạm mà nó biến thành pha chạm mà na sa, của người giao thiệp, của người đang thân cận, của người giao thiệp, của người đang thân cận. Và câu cuối cùng, seyo ho ti na pa phi yo. Seyo do từ seya, và seya này được kia theo đối cách số ít, đối tá quỳ phát ti e câu quách chẳng na. Cho nên seya biến thành seyo, nó được đứng làm chủ từ và tham á e câu quách chẳng na quỳ phát ti. Cho nên xây giá biến thành xây vô, tốt hơn. Xây vô là tốt hơn. Hô tí, đây là một động từ số ít, là thì trở thành, là thì trở thành. Xây hô tí ha. Nát là không. Pa bí vô, do cái từ pa bí giá. Pa bí giá được, cũng được đứng làm chủ từ số ít, bạch tham á e câu quách chánh ấy phát đi. Cho nên pa pì giá biến thành pa pì vô, không tệ hại hay là xấu hơn, không tệ hại hay là xấu hơn. Vậy thì ta đi sang pha chấp mà ná sơ xê vô hồ thí ná pa pì vô. Hai câu này, ta đi sang pha chạm mà na sa se yo ho ti na pa pi yo, nên giao thiệp với người trí tuệ như thế ấy. Người giao thiệp với bậc trí tuệ như thế ấy có được điều tốt hơn, không tệ hại. Câu Phật ngôn 76 cho chúng ta một ý nghĩa. Nên xem xét người sáng suốt là người nhìn thấy được lỗi lầm, có lời nói khiển trách như là người chỉ ra những của cải chôn giấu. Nên giao thiệp với những người trí tuệ như thế ấy, người giao thiệp với bậc trí tuệ như thế ấy có được điều tốt hơn, không tệ hại. Xin lặp lại. Nên xem xét người sáng suốt là người nhìn thấy được lỗi lầm, có lời nói khiển trách như là người chỉ ra những của cải được chôn giấu. Nên giao thiệp với người trí tuệ như thế ấy, người giao thiệp với bậc trí tuệ có được điều tốt hơn, không tệ hại. Rồi, Ngài Hòa Thượng Giới Đức phổ thơ lục bát thế này: Thiện hiền điểm lỗi cho ta, điều cần sai sửa, điều chưa thành toàn. Ví như chỉ chỗ trung vàng, bạn người như vậy tốt càng tốt hơn. Thiện hiền, điểm lỗi cho ta, điều cần sai sửa, điều chưa thành toàn.
ví như chỉ chỗ trong vàng, bạn người như vậy tốt càng tốt hơn. Này Hòa Thượng Minh Châu, nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ trong vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ trung vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Rồi bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha. Thời gian trôi qua rất là nhanh. Đúng rồi, phải đánh nhanh rút lại chứ, thời gian đâu có chờ chúng ta đâu. Bây giờ 6:22 rồi, còn 8 phút nữa. Còn 8 phút nữa, chúng ta hãy nghe duyên sự và mỉm cười để chấm dứt, bởi vì thời gian không còn nữa ha. Rồi quý vị chú ý, duyên sự này rất là hay. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên, Chaitavana đề cập đến Đại Đức Ra Thát. Quý vị hãy nhớ tên của vị này, Đại Đức Ra Thát. Khi mà vị này còn tại gia, ông là một bà la môn nghèo khổ, cứ ngủ trong thành Sawatthi. Vì muốn xuất gia để sống gần gũi với chư tăng, ông đến chùa xin làm công quả, nhất là phụ giúp chư tăng trong các việc lặt vặt như là quét dọn cốc liêu, dâng nước rửa mặt, vân vân. Tuy nhiên chư tăng không nhận cho ông xuất gia, ông không được tội nguyện, cho nên trở nên ốm o gầy mòn. Lúc đó ông đã 80 tuổi. Một hôm trong lúc quan sát về thế gian, Đức Bổn Sư thấy ông Bà La Môn ấy và để xem ông có đủ căn lành hay không. Ngài quán thêm nữa thì biết ông sẽ chứng đắc thánh quả A-la-hán. Cho nên chiều hôm đó, Đức Thế Tôn ung dung bách bộ trong tịnh xá như đi kinh hành, rồi ngự ngay đến chỗ ở của ông Bà La Môn và phán hỏi rằng: Này ông Bà La Môn, thường ngày ông làm công việc gì? Bạch ngài, con làm tất cả mọi việc để phụ giúp chư tăng. Ông có được các vị tỳ khưu tế độ hay không? Bạch ngài, về vật thực thì con đầy đủ, nhưng mà xin xuất gia thì chư tăng không cho. Nhân dịp này, Đức Phật triệu tập chư tăng và phán hỏi về vấn đề ông Bà La Môn Ra Thát. Này các tỳ kheo, trong các ông có ơn nhớ ra rằng mình đã thọ nhận ơn nghĩa của ông Bà La Môn này hay không? Ngài Sariputta đáp rằng: Bạch ngài, con đã nhớ ra. Trong lúc con trì bình khất thực ở trong thành Ra Chagaha, chính cái ông Bà La Môn này đã đích thân để bác cúng dường cho con một bát cơm. Con nhớ ông ta đã để bát cho con. Này Sariputta, một người mà có ơn nghĩa như thế không xứng đáng cho ông tế độ hay sao? Nghe lời Đức Bổn Sư, ngài Sariputta sa thú lành thay, con sẽ tế độ cho ông ta xuất gia. Nói rồi ngài làm lễ xuất gia cho ông Bà La Môn Ra Thát. Mỗi lần nhập chúng ở trong tay đường thì vị tăng sư này rất là khó khăn vất vả trong sự thọ lãnh vật thực như là cơm cháo, vì ông phải đi đến chỗ ngồi ở phía sau cùng của các vị tỳ khưu. Và thay vậy thì ngài Sariputta mới dẫn ông ta đi du phương, một thầy một trò, và nhân thể luôn đó kèm dạy từ từ nhắc nhở cho ông những cái điều nên thực hành và những cái điều cần phải tránh. Là một người dễ dạy, hết lòng tôn kính thầy,
vị tăng sư Ra Tha chăm chỉ hành đúng theo lời giáo huấn của ngài Sariputta. Không bao lâu, vị tỳ kheo này chứng đắc thánh quả A La Hán. Và kể từ đó, ngài Sariputta dẫn vị này về yết kiến Đức Bổn Sư. Sau khi hai vị đệ tử đảnh lễ và ngồi xuống, Đức Bổn Sư hỏi những câu chuyện hàng quyên thông thường và hỏi rằng: này Sariputta, học trò mới của ông có dễ dạy hay không? Bạch Đức Thế Tôn, ông ta rất là mềm mỏng, dễ dạy. Ông ta không hề tỏ ra nóng giận mỗi khi bị chỉ trích, dù là phạm những cái lỗi nhỏ nhen chút ít. Một hôm, các vị tỳ khưu cu hội trong giảng đường đem câu chuyện này ra bàn tán. Tiếng đồn ngài Sariputta là người biết ơn và đền ơn. Sau khi nhớ lại sự hỗ trợ hộ độ của ông Bà La Môn nghèo, dù chỉ là một vá cơm, cũng chịu khó tế độ cho ông ta xuất gia. Đại Đức Ra Tha cũng là một người giỏi chịu đựng uống nắng, mới gặp được thầy khéo dạy dỗ như thế. Đức Phật người đến giảng đường, nghe các vị tỳ khưu nói lên đề tài đó, ngài mới dạy rằng: này các tỳ kheo, bất cứ vị tỳ kheo nào cũng nên nói gương dễ dạy của tỳ khưu Ra Tha mà bắt chước. Nếu người trí thức ý luận không nên nóng giận trong lúc nhận lãnh những lời dạy dỗ, phải xem cái người ban huấn từ như là một bậc hướng đạo chỉ cho mình cái chỗ chôn giấu những của cải. Và Đức Phật đã thuyết lên câu Phật nguồn 76 này để đưa lên cho bà con thấy nhé. Ni thì nằm quá phá quá tà rằng dần phá xề quá cho đa sĩ nằng ít gầy hát hoa đình huê thà quyền tà đi sàng bành đi tầng phá chề tà đi sàng phá chấm a na sà xây dồ hô tí nằm phá quý dồ. Đọc hơi, muốn được hơi luôn. Nếu thấy bậc hiền chỉ chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ trong vàng, hãy thân cận người chỉ, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Và khi Đức Phật thuyết lên câu Phật ngôn này thì có rất nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả là đạo quả tu đạo quả. Trong duyên sự này cho chúng ta thấy rằng dầu ơn nhỏ mọn cũng không quên, đợi lúc lâm nguy mới đáp đền. Người trí tùy cơ mà ứng biến, giúp cho bạn cũ được làm nên. Giữ tánh nhu hòa, diệt nếp sân, một lòng cầu tiến, học chuyên cần, càng mau thay lỗi, càng mau sửa, thầy đó, trò đây, hãy thanh nhân. Duyên sự chúng tôi đã trình bày xong và thời gian cũng kết thúc. Hôm nay cái bài này khó, dài, nhưng mà sao quý vị nhiệt tình quá vậy? Đọc làm chúng tôi cũng phải rút ngắn lại để cho có thời gian, quý vị nghe duyên sự. Và khi nghe duyên sự như vậy xong thì quý vị có những tâm đắc, có những cái điều thắc mắc khi mà kết thúc cái phẩm hiền trí này. Đây là bài đầu tiên mà kết thúc rồi thì chúng ta ôn lại để thấy rằng cái vấn đề tri ơn và báo ơn trong cái câu ôn này chỉ có một muỗng cơm thôi, nhưng mà ngài Sariputta tuyệt vời. Chúng ta học cái gương đó, còn những cái khác thì chúng ta bỏ qua bên ha. Chỉ rút ra một cái vấn đề tri ơn và báo ơn. Rồi cái điều thứ hai
chúng ta thấy người ta nói càng già càng lú lẫn, lão lai tài tận. Cái ông già này 80 tuổi là lá rụng về cội ha, sắp chết rồi, nhưng mà chết trong màu y của chư Phật, của chư Thánh Tăng, cho nên mới xin đi xuất gia ha. Mà xin đi xuất gia thì chư Tăng lại chê ông già rồi lẫm cẩm, y tu đâu có giữ được giới luật, đâu có hành trì sáu môn pháp được, thôi không cho tu. Nhưng mà cái duyên lành đã đến, được ngài Xá Lợi Phất cho xuất gia. Và lớn tuổi không vì cái vấn đề mà lấy thiệt đàn người, lấy tuổi tác mà coi thường ngài Xá Lợi Phất, hoặc là coi thường chư Tăng, coi thường những người khác. Mà mình lớn tuổi rồi, mình là mềm mỏng dễ dãi. Ồ, đây là một cái điều mà chúng ta thấy cái gương của những người lớn tuổi mà mềm mỏng như vậy, nó khác với những cái người mà nói là ồ, trâu già đâu có nề dao phai, nói như vậy không được. Mà mình phải cần ngỡ ngàng.